Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã tới với một series ẩm thực hoàn toàn mới ở trên kênh của mình. Thì các bạn có thể đặt hashtag cho cái series này là VAVK. Các bạn có thể gọi là vừa ăn vừa kể, hoặc là Vũ ăn Vũ kể cũng được. Bởi vì mình muốn là làm một cái series nó khác với lại cái series Vũ Lít Food. Bởi vì là cái series Vũ Lít Food ấy là chỉ là mình ăn, mình đưa ra cảm nhận về cái món đồ ăn đó thôi. Thì ở cái series gọi là Vũ ăn Vũ kể hay là vừa ăn vừa kể này, thì mình sẽ ăn và mình sẽ tương tác với mọi người. Có nghĩa là các bạn hãy comment những cái câu mà các bạn muốn mình tâm sự và muốn mình kể ở phía dưới, và mình sẽ dành ra cả một clip để mình có thể tâm sự và đi sâu vào một câu chuyện thôi. Và như thực lệ, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho Vũ một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo. Và món ăn tiếp theo các bạn muốn mình ăn là gì, và câu chuyện tiếp theo các bạn muốn mình kể hay tâm sự là gì, cũng comment ở bên dưới để mình biết nhá. Và món ăn hôm nay mình sẽ ăn đó chính là gà rán. Một cái combo 159k, tổng cộng là 250k các bạn ạ. Đó, và để xem là trong đây nó sẽ có những cái gì nhá. Đầu tiên là hai miếng gà rán tắm mắm, nếu mình không nhầm. Hai miếng gà rán tắm mắm. Đó, bốn chiếc bánh tát phô mai. Đó, thì sẽ là cái bánh tát, nhưng mà ở phía dưới thì nó ở phía trên thì nó sẽ được để một miếng phô mai ở trên. Rồi mà họ chồng với nhau này. Anh em thấy không? Nhìn khá là hấp dẫn. Và ở trong cái bịch này là một chiếc burger tôm. Đó. Một chiếc burger tôm. Khoai tây chiên, gà rán không xương đó mọi người, nhìn khá là hấp dẫn. Nice. Và cái câu chuyện mà hôm nay mình sẽ tâm sự với các bạn, cực kỳ nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, hiện tại là em đang đi học và em muốn làm YouTube để kiếm tiền, thì theo anh em có nên làm hay không? Thực sự ấy, nếu các bạn thích YouTube và các bạn xem nó là một niềm đam mê, thì mình nghĩ là các bạn, dù các bạn đang đi học nhá, nhưng nếu các bạn vẫn có thời gian rảnh thì mình khuyên là các bạn nên làm thử. Nhưng mà nếu các bạn làm để kiếm tiền ấy, thì mình nghĩ là chắc là sẽ rất là khó. Bởi vì là nếu bây giờ đấy, bạn mà muốn kiếm tiền thì bạn phải là một người cực kỳ may mắn, thì cái kênh của bạn nó có nhiều view. Và ở Việt Nam mình đấy thì nó cực kỳ khó luôn. Thì mình khuyên các bạn là các bạn nên làm YouTube để chơi thôi, vì đam mê thôi. Nếu như mà các bạn mà may mắn ấy, được nhiều view thì các bạn sẽ được kiếm tiền. Còn nếu như mà các bạn không may mắn còn ít view thì coi như các bạn làm vì đam mê, làm chơi thôi. Và có nhiều bạn hỏi mình là: em bỏ học để làm YouTube được không? Em bỏ học để làm YouTube được không? No, đừng các bạn ạ. Nếu các bạn đang đi học ấy, thì các bạn hãy dành những cái thời gian rảnh các bạn làm YouTube, chứ các bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc xem nó là một cái nghề và các bạn sẽ bỏ học để đi làm YouTube các bạn ạ. Bởi vì tại sao? Nếu như mà các bạn mà nghỉ học đó, thì các bạn sẽ mất rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mất một cái bằng. Nếu như các bạn làm YouTube mà các bạn thất bại thì sao? Thì các bạn sẽ không có một cái bằng ở trong tay, và các bạn sẽ không thể đi xin việc ở đâu hết. Nhưng mà các bạn ạ, mình nói thật với mọi người đấy, ăn một miếng đã. Trời ơi, nếu như mà các bạn mà ai cũng nghĩ, ai cũng làm YouTube mà cũng dễ nổi tiếng rồi, dễ kiếm tiền như thế, thì chắc là nhà nhà làm YouTube và người người làm YouTube rồi, chứ chẳng có người làm việc này việc kia đâu mọi người. Đúng. Rồi, mình vừa mới live stream xong các bạn. Đói quá. Ăn ngon lắm. Mình rất thích ăn thịt gà rán. Đá có một chút điểm bảng ghê nữa. Bởi vì có rất là nhiều người ở Việt Nam, phụ huynh á, thậm chí là những người lớn tuổi á, thì họ không thích con mình chơi game hay là chơi điện tử đâu. Mình thấy là người ta sẽ gọi là nghiện game. Nếu các bạn không kiếm ra tiền thì người ta sẽ gọi là nghiện game. Còn nếu các bạn kiếm ra tiền thì họ sẽ xem đó là công việc. Đó, lúc mà mình làm YouTube ấy thì mình đâu có được bật kiếm tiền đâu, phải tầm 2 năm mình bắt đầu bật được kiếm tiền. Và trong khoảng 2 năm đấy thì mình cũng phải cố gắng đi học và làm những việc khác để có thể kiếm thêm thu nhập, để có thể lo cho cái đam mê của mình. Đấy, một cái đam mê khá là điên dại rồi mình còn trẻ mọi người ạ. Đó, và sau 2 năm bật kiếm tiền thì số tiền nó kiếm được cũng chả được bao nhiêu. Nó được một tháng cho được mấy trăm nghìn. Đó, đấy là sau 2 năm mình làm YouTube nha. Cái kênh của mình cũng phải được tầm 100.000 người đăng ký rồi. Và đến khi mà mình có thu nhập kiểu 3-4 triệu ấy, thì mọi người bắt đầu là nghĩ là đấy là đúng rồi, công việc. Nhưng mà cũng chả ai, lúc đấy thì mọi người cũng chỉ xem là nó công việc thôi. Thì trước thì mọi người vẫn coi như đó là một cái, coi mình như một người nghiện game ấy mà. Chứ nếu mà các bạn muốn kiếm tiền và giàu có trên YouTube ấy, một là các bạn phải cực kỳ may mắn, các bạn phải kiếm cực kỳ nhiều view thì lúc đấy các bạn mới có thể giàu được. Nếu như các bạn mà cứ làm như mình á, có mấy chục nghìn view á,
thì các bạn phải đi làm những việc khác, những cái việc làm thêm để có thể kiếm thêm thu nhập, có thể nuôi được cái đam mê của các bạn. Đấy, thịt gà không xương ngon vãi nồi các bạn ạ. Được không? Thì thực sự là cũng có rất là nhiều bạn nghĩ là làm YouTube nó dễ, làm YouTube là có thể bật được kiếm tiền từ đầu. Không đâu các bạn ạ. Ngày xưa cái việc bật kiếm tiền thì nó sẽ dễ hơn bây giờ. Ngày xưa đã khó rồi, nhưng mà nó dễ hơn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ nhá, các bạn muốn bật kiếm tiền thì các bạn phải chờ 6-7 tháng gì cơ, thì các bạn có thể bật được. Nghĩa là khi các bạn đạt được một cái số lượng view nhất định, YouTube sẽ cho các bạn bật kiếm tiền, và các bạn sẽ nhờ bên YouTube gọi là xét duyệt. Và sau khoảng mấy tháng, 6-7 tháng thì nếu mình nhớ không nhầm, thì họ sẽ gửi cho bạn một cái mã pin. Đó. Và cái quá trình mà nó gửi cái mã pin cho các bạn nó lại còn lâu nữa. Đó. Trời ơi, nó mất thời gian lắm mọi người ạ. Làm YouTube nó còn rất là nhiều thứ, không chỉ là vì làm vì tiền mà không chỉ là làm được. 2 hours later. Không hẳn các bạn làm hay thì đã có nhiều người xem đâu, mà các bạn phải may mắn nữa. Nếu may các bạn may mắn cái clip của bạn được đề xuất đấy, thì tự nhiên được nhiều người xem, mà dù các bạn có làm dở như thế nào, nhưng mà tự nhiên được đề xuất đấy thì tự nhiên được nhiều người xem. Ví dụ như là hướng dẫn thở bằng mũi, hay hướng dẫn uống nước bằng mồm, thử thách 24 giờ làm chó. Đấy, những content nó cực kỳ vớ vẩn nhưng mà được rất là nhiều view các bạn ạ. Mình không hiểu lý do tại sao luôn. Đấy, thì hồi nãy mình đã trả lời cho mọi người biết là về cái câu hỏi là có nên nghỉ học làm YouTube không. Thứ nhất ấy, là các bạn không nên nghỉ học làm YouTube. Các bạn nên kiếm cho mình một tấm bằng và học thật giỏi lên. Mình khuyên mọi người đấy, học giỏi tiếng Anh. Thật, nếu bây giờ mà các bạn học giỏi tiếng Anh, các bạn có thể làm được cực kỳ nhiều thứ. Và các bạn có thể có những công việc mà nó kiếm tiền gấp 10, thậm chí gấp 20 lần các bạn làm YouTube. Nhiều bạn sẽ nói mình là trời ơi, mày lại sợ tao cướp cơm của mày cho nên là mày mới nói như thế thôi. Thì không tin, các bạn cứ làm thử đi. Các bạn cứ làm thử các bạn sẽ biết. Đây chỉ là lời khuyên của mình thôi. Các bạn có thể nghe, các bạn có thể không nghe mà, đúng không? Nếu các bạn mà thực sự đam mê thì chắc là cái thời gian đầu các bạn cũng chả cần tiền đâu. Bởi vì là lúc mà mình mới làm YouTube ấy, mình cảm thấy là mình làm, ui, mình làm mà có người xem ấy, mình vui lắm các bạn ạ. Oh my god. Wow. Thực sự, để có người xem người ta hưởng ứng ấy, mình cảm thấy rất là vui. Mặc dù là cái lúc đầu mình làm ấy, chả được cái xu nào. Mình nhớ là hồi trước mình, lúc mà mình mới bắt đầu bật kiếm tiền được YouTube ấy, hình như là được tầm một năm mấy ấy. Mình bắt đầu bật kiếm tiền ở YouTube, hình như một tháng mình được 2 đô mấy. Mình kêu mẹ ơi, con làm YouTube có được 2 đô mấy. Mẹ mình kêu là 2 đô mấy mà quay đây mẹ kiếm cho con cái nghề bảo vệ, con làm một tháng 8 triệu. Nói chung ấy, là giai đoạn đầu ấy khi nào cũng khó đấy, nhưng mà nếu như các bạn may mắn nhá, các bạn up một clip ấy một ngày mà được 1 triệu view, 2 triệu view, thậm chí là 500.000 view thôi, cái lương tháng các bạn cũng rất là ổn định, và các bạn có thể lo cho cuộc sống của bản thân cũng như là lo cho cuộc sống của thậm chí là của cả gia đình mình luôn. Đấy, vì thế mà mình khuyên mọi người là nếu mọi người có làm ấy thì mọi người cứ làm đi, làm thoải mái, nhưng mà mọi người cứ xem nó như một cái đam mê thôi, đừng có gọi là nghỉ học hay là đừng có bỏ công bỏ việc để làm YouTube. Nói chung là cũng đừng quá đầu tư vào nó các bạn ạ, đừng quá gọi là cắm đầu vào ấy. Ngày xưa lúc mà mình làm ấy, mình không có xem nó là một cái công việc chính của mình các bạn ạ. Mình có rất là nhiều công việc để có thể gọi là nuôi được cái đam mê này. Bây giờ thì cái lương tháng của mình cũng tầm được, mình có thể tự lo cho bản thân mình các bạn. Thực sự là dạo đây view ít quá cho nên là vẫn phải đi làm thêm để kiếm việc khác để làm, để có thể nuôi sống thêm bản thân của mình các bạn ạ. Khổ lắm. Vì thế mà nếu bạn nào mà có xem clip này ấy, thì các bạn quý mình, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Dạo này mình nghèo khổ lắm anh em ạ. Đây, giới thiệu với anh em đây một chiếc bánh tart. Wow. Thôi, tâm sự là đùa, bây giờ ăn thôi. Nó giống cái bánh gì ở trong hộp Danisa đó. Nó béo béo. Nó béo béo, nó ngọt. Nhưng mà cái vị nó khá là thanh. Có vị của bơ, vị của phô mai, vị của bánh à. Ngon đấy. Nhưng mà hình như là giá nó hơi chát thì vậy. Như là 25.000 một cái sao chát vãi nồi các bạn ơi. Thịt nó mềm. Tan chảy trong miệng luôn. Nice. Cái vị của cái gà này á, nó gọi là cái gì? Gà tắm nước mắm. Nhưng mình ăn mình không thấy vị nước mắm nhá. Mình ăn mình toàn thấy vị gà, còn cái vị này là như kiểu nước sốt. Nước sốt xí muội ấy, không phải nước mắm ạ. Ăn nó rất là ngon. Mình thả cái mấy có vị một chút gì về vị nước mắm luôn. Khó tả các bạn ạ, thật sự mình cũng không biết tả như nào luôn. Mình ăn một số các loại rán khác thì cái thịt bên trong nó rất là cứng nhá mọi người. Kiểu không phải là cứng mà nó bị khô ấy. Cái này nhá, nó rất là gọi là nó vẫn còn khá là ướt này mọi người thấy không? Khá là ướt át. Bò miệng nó gần như nó tan chảy luôn.
Ngon lắm mọi người ạ. Mọi người lên thử cái gà rán này đi, rất ngon. Một hồi nói mất hết sức mà mình ăn thấy ngon, dã man. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Và không biết là suy nghĩ các bạn và quan điểm các bạn như thế nào về việc bỏ học đi làm YouTube, thì các bạn hãy để lại cái comment ở phía dưới để mình biết nhá, cái quan điểm cá nhân của các bạn. Và nếu các bạn muốn mình cùng với các bạn tâm sự về những cái chuyện gì thì các bạn hãy comment phía dưới luôn. Và món ăn tiếp theo mà các bạn muốn mình ăn thì các bạn hãy comment ở dưới để mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi đến giờ phút này. Bye bye.